Từ bao đời nay, biển giữ một vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội của người Việt. Không chỉ mang lại nguồn sống, biển còn ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của dân tộc, đến đời sống văn hóa, tâm linh và tín ngưỡng của con người. Trải qua thời gian, dấu ấn của biển đã hiện diện trong đời sống tổ tiên người Việt từ thời kỳ tiền sử. Từ xa xưa, Thạch Lạc đã là địa bàn cư trú của cộng đồng người Việt cổ. Và ngay cả cho đến ngày nay, những dấu vết của một thời nguyên thủy ấy vẫn còn hiện hữu rõ nét ở nhiều nơi trên mảnh đất cổ này. Nằm trên địa bàn xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cách trung tâm thành phố chừng 10 km. Di chỉ Thạch Lạc là một trong số ít những di chỉ khảo cổ được nhà nước công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nơi đây, quần thể công trình kiến trúc mang đậm màu sắc văn hóa với ngôi đền sắc thờ thần Tam Lang, nơi còn lưu giữ đến hơn 80 đạo sắc phong các thời Lê, Nguyễn. Trong sân đền, tấm bia đá Nam Đình Bia Ký là di vật cổ được dựng từ năm Bảo Đại thứ ba, tức năm 1927. Phía nam di chỉ, ngôi chùa Tăng Phúc gần 1.000 năm tuổi, tĩnh mịch, uy nghiêm như viên bảo ngọc, náu mình trong thung lũng giữa lưng chừng bằng địa. Ngay từ đầu thế kỷ 20, những dấu tích đầu tiên của người Việt cổ ở Thạch Lạc đã được phát hiện và thu hút bởi sự quan tâm của các nhà nghiên cứu tiền sử, mà khởi đầu là các học giả người Pháp. Đó là những hoa văn dấu vỏ sò trên gốm, những tàn tích và công cụ lao động được thu nhặt, chế tác từ thiên nhiên trong quá trình tự vươn lên, phát triển và sáng tạo. Rộng hơn nữa, những di chỉ đống vỏ sò hay cồn sò điệp vùng ven biển trải qua quá trình thành tạo và bồi tụ từ hàng nghìn năm về trước chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho quá trình cư trú, vươn ra chinh phục biển của con người. Nằm trong hệ thống di chỉ khảo cổ học ven biển miền Trung, kéo dài suốt các tỉnh từ Nghệ An cho đến hết Quảng Bình, di chỉ Thạch Lạc được biết đến như một loại hình di chỉ cồn sò điệp đặc trưng trong lịch sử hình thành, đã trải qua không ít những biến động. Đến những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, các nhà khảo cổ học Việt Nam mới có điều kiện tiến hành tổ chức các đợt thám sát, khai quật tập trung hơn tại nơi đây với quy mô khoa học. Bước rèm thời gian theo đó mà dần được vén lên. Tính cho đến thời điểm này, đã có không biết bao nhiêu thế hệ các nhà khảo cổ nước nhà chọn Thạch Lạc là điểm đến cho hành trình khám phá những tầng sâu bí ẩn qua thời gian, mới đó đã hơn 4.000 năm. Có cái năm đây, đây cái mũi tên này, mũi tên xương này, cái này rất điển hình đồng đầu bởi hàm này này mà có cách thức để làm đồ trang sức á, thì duy nhất hiện nay chỉ mới thấy ở Thạch Lạc mới có, chứ còn các nơi chưa thấy cái loại này. Bằng răng được vào đây. Cái di chỉ Thạch Lạc á là nó rất hay, là bởi vì phải nói đến cái quá trình thành tạo của nó. Khi mà người Thạch Lạc đến ở bây giờ, ở lúc ấy thì nó là cái thời đại địa chất Holocene Trung. Đấy. Thì là biển nó bắt đầu thoái, thì là cái người Thạch Lạc nó bắt đầu tràn xuống đồng bằng và lấn biển. Cứ thế biển thoái đến đâu thì là người họ sẽ đi đến đấy. Sau đó thì biển thoái chừng nào thì nó hình thành các cái loạt bào, tức là những cái nước mặn mà của biển đó, nó để lại ở những cái chỗ sâu như thế, dân thì là ngọt hóa, thì dân cư lại tập trung xung quanh các bầu đó. Đó là một cái điểm mà cái môi trường của Thạch Lạc làm cho có một cái sức thu hút các nhà khoa học. Tương truyền cách đây chưa đầy 50 năm, vùng Thạch Lạc vẫn còn nguyên rú sò, bầu rú, một quần thể cảnh quan tuyệt trần nơi lưu dấu người xưa. Ngày ấy, bất cứ ai hễ có dịp về Thạch Lạc đều không khỏi ngỡ ngàng trước một ngọn núi cao vời vợi nguyên vỏ sò và điệp nổi lên giữa khung cảnh làng quê trầm mặc. Ấy chính là rú sò. Cả một núi vỏ sò lẫn điệp cao lên tới hơn 3-4 mét, nằm ngay giữa trung tâm xã, hẳn không thể lý giải đơn thuần, chỉ là kết quả thành tạo của tự nhiên. Còn sò điệp thì đây thì về đứng về khảo cổ học thì người ta căn cứ vào cái trầm tích, nó tích tụ trong tổng văn hóa đó để người ta phân loại. Thì những vùng như Quỳnh Lưu hay là ở vùng ở Nghệ Tĩnh này đó là một vùng ven biển, là biển nông khép kín, cho nên là sóng gió tương đối là yên tĩnh và có bùn khá dày ở dưới đáy, là cái nơi mà rất phù hợp cho con điệp sinh sôi nảy nở. Còn những con sò mà thấy ở trong tổng văn hóa mà có những con sò đó thì những con đấy lại sống ở trong điều kiện môi trường thiên nhiên có sóng gió. Đấy. Cho nên từ đó để thấy được rằng cái nguồn mà con người ngày xưa bắt về ăn đó nó từ rất nhiều nơi, chứ không phải là những con đấy nó sống hòa trộn với nhau trong một chỗ. Đời nối đời thành tạo qua sự giao hòa giữa những tác động của tự nhiên và con người. Sự phát triển đồng nhất của tầng văn hóa chứng tỏ cho sự tồn tại và phát triển liên tục, định cư lâu dài trải qua hàng nghìn năm. Vì nhiều lý do, khu vực cồn sò điệp đến nay đã bị san lấp, trở nên gần như bằng phẳng. Trên chảng đất khi xưa, các công trình điện, đường, trường, trạm, văn hóa tâm linh được thay thế mọc lên. Sự đồng hiện giữa các giá trị văn hóa hòa quyện không chỉ là sự tiếp nối về không gian quy hoạch, mà còn là sự tiếp nối về thời gian và dòng chảy truyền thống trên mảnh đất Thạch Lạc, Thạch Hà, nơi quá khứ sôi động cả một xã hội nguyên thủy đã từng sinh sống thời xưa cổ. Ngược trở về quá khứ, để lênh đênh trên chuyến hành trình tìm lại những dấu vết thuở ban đầu, năm 1960 đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong công cuộc nghiên cứu vết tích người Việt cổ của thế hệ các nhà khảo cổ học Việt Nam tại Thạch Lạc. Đội khảo cổ do giáo sư Hoàng Xuân Trinh làm trưởng đoàn, phối hợp cùng với Ty Văn hóa Hà Tĩnh mở ra hàng loạt các phát hiện di chỉ hai huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên. Qua hai cuộc khai quật, bộ sưu tập hiện vật thu được rất phong phú, bao gồm đồ đá, đồ xương phân bố đều trong các tầng văn hóa dày từ 2,7 mét. Xen kẽ giữa các lớp đất còn có lớp cát vàng là dấu tích của các đợt biển tiến liên quan đến sự hình thành các đồng bằng ven biển. Đồ đá mài toàn thân nhưng chưa trau chuốt. Đồ gốm vừa có nét chung của di chỉ đồ đá mới, vừa có nét riêng như hoa văn khuôn nhạc, văn trải. Kết quả bước đầu đi đến kết luận, di chỉ Thạch Lạc là di chỉ cư trú với niên đại được xác định bước sang hậu thời đại đá mới. Kết thúc giai đoạn 1, chứng lại sau một khoảng thời gian khá dài, giai đoạn 2 mở ra đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình nghiên cứu, giám định di chỉ tại Thạch Lạc. Đó là vào tháng 10 năm 2002, đoàn công tác dưới sự kết hợp của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Sở Nghiên cứu Lịch sử Ngôn ngữ Đài Loan và Bảo tàng Hà Tĩnh do ông Nguyễn Văn Hảo, nguyên phó viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam làm trưởng đoàn. Di tích khai quật lần này là 100 m2, phân thành 4 hố, thu được nhiều hiện vật. Những phát hiện ban đầu cho thấy một sự trùng khớp với các kết quả đã nghiên cứu trước đó. Tiếp tục khai quật thêm từng lớp trên phạm vi 4 hố thám sát đã định, đoàn khảo cổ bất ngờ phát hiện một sự khác biệt. Xuất hiện ở độ sâu 0,85 m, tại khoảng giữa vách bắc hố khai quật số 2 là một lớp đất pha cát đen xám lẫn vỏ điệp, nhưng không chứa di vật khảo cổ. Sự thay đổi đột ngột về tầng văn hóa mang đến sự tò mò và một chuỗi những hồ nghi cho các cán bộ khảo cổ đang thực hiện thám sát khai quật tại hiện trường. Những nghi vấn lần lượt được đưa ra. Có thứ gì đó khác biệt phía sau lớp đất này. Và kết quả thật không nằm ngoài sự mong đợi. Hiện ra dưới lớp đất pha cát đen xám lẫn vỏ điệp, thi thể một người được chôn nằm ngửa, duỗi thẳng chân tay. Qua giám định sơ bộ xác định, chủ nhân ngôi mộ là nam giới, trên dưới 50 tuổi, cao từ 1m55 đến 1m60, có niên đại cách nay hơn 4.800 năm. Trong khu vực mộ táng phát hiện một chiếc rìu có vai, đặt gần góc vai bên phải. Trong lớp đất mỏng phủ lên thi thể có lẫn nhiều chất bột đỏ kỳ lạ. Phong tục mai táng cho thấy một thói quen sinh hoạt văn hóa cũng như lối sống của một tập thể cộng đồng đã có tổ chức trong xã hội nguyên thủy thời bấy giờ. Nói về nội dung, bây giờ để đánh giá được cái di chỉ này, vai trò của nó như thế nào đó, thì phải căn cứ vào cái nội dung văn hóa khảo cổ mà nó hàm chứa ở trong cái di chỉ này. Thì cái vùng đất Hà Tĩnh này đó, thì lúc đó là vùng biển. Khác với bây giờ thì nó cách bờ biển hiện nay khoảng 4 cây số. Và như vậy thì nó xác nhận rằng con người biển không phải là chỉ mới gần đây mới là cái môi trường hoạt động của người Việt Nam, mà ngay từ trung kỳ thời đại đá mới, biển và người tiền sử đã là những chủ nhân của cái vùng biển này. Việc nghiên cứu di cốt người cổ và các hiện vật thu được đã cho thấy một Thạch Lạc với những bằng chứng có cơ sở trong việc xác nhận sự tồn tại và định cư lâu dài của cả một xã hội loài người. Thông qua đó, những chứng cứ về cư dân Việt cổ là chủ nhân của một nền văn hóa, kinh tế bước đầu đã có sự đa dạng và phát triển. Bên cạnh thói quen săn bắt, hái lượm truyền thống, họ đã biết kết hợp những phương thức sản xuất nông nghiệp với khai thác các nguồn lợi từ biển cả, biết làm đẹp và sống hòa hợp trong mối quan hệ với thế giới tự nhiên. Nằm trong hệ thống loại hình các di chỉ cồn sò điệp ven biển miền Trung, di chỉ Thạch Lạc xứng danh là một di chỉ cư trú và mộ táng đặc trưng còn lưu giữ trong mình nhiều giá trị văn minh xưa cổ. Phải nói là tìm thấy cái ngôi mộ mà có để hiện vật ở đấy, thì đó là một quan niệm về tâm linh của con người, là sống và chết. Ngôi mộ là ở phía đằng đầu là có một cái rìu đá của người Thạch Lạc, thì điều đó chứng minh tức là cái người, những người bầu xương đó là chủ nhân của cái văn hóa Thạch Lạc. Họ quan niệm là người chết nó vẫn còn sống ở thế giới bên kia, vì cho nên là sống ở trên đời làm nghề gì thì xuống cùng làm nghề ấy. Trước lặng im mà nói rất nhiều, di chỉ hoang sơ thời tiền sử 5.000 năm cất giấu dưới đất này, những mẫu than đen, rìu đá, bàn mài cho ta hiểu về một thời cha ông xưa sinh sống. Đi suốt một chặng đường dài cùng tiến trình lịch sử của dân tộc, di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc như dòng chảy tiếp nối truyền thống, uống nước nhớ nguồn, cây có cội, người có tông. Còn đó, di cốt người Việt cổ và những chứng tích không chỉ bằng hiện vật mà bằng sức sống thật, hứa hẹn sẽ là một địa chỉ giàu tiềm năng, cung cấp cho giới khoa học và du khách thập phương nhiều điều bất ngờ và lý thú.